Rồi ok anh em nha, hiện tại bây giờ thì Evan server Hành Sơn cũng đã ra. Khải đọc kỹ thử Evan này nó có gì nha. Khải Evan anh em xem nha. À được rồi. Evan gì đây? Sự kiện sinh nhật à, sinh nhật 4 năm của tem Sơ. Mở luôn phóng binh nha anh em, mở luôn phóng binh phù luôn nha anh em. À anh quá rớt ra. Được rồi coi. À, nói chung anh em cũng nhìn sơ qua cái event này, Khải bận hình cho anh em xem sơ qua, Khải anh em xem nha. Khải mua đã, Khải đi đổ xu rồi. Khải làm video luôn nha anh em, anh em đang xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ nha anh em. Này Khải mua trực tiếp luôn anh em ơi. Khải đi đổ xu rồi. Mười kim là anh nhanh nha anh em. 2, 4, 6, 8, 10. Hồi chiều mới nạp một ít tiền nữa anh Vân. Anh Vân luôn anh em ơi. Video này ngày mai Khải sẽ phát lại nha anh em. Anh em nào chưa xem thì Khải có thể phát lại cho ngày mai anh em xem nha. Xem thử anh Vân nó được cái gì anh em. Anh Vân nó gồm những cái gì và vật phẩm gì cho anh em xem nha. Rồi Khải sẽ thu phóng binh thật, rồi Khải đọc cái đao lên cho anh em xem. Nếu mà ra đao luôn là ok anh em. Rồi Duy ơi. Em gom giùm anh cứ một bộ thì tinh khoảng 200 xu hoặc 250 luôn nha em. Là 3 viên á. Là 3 viên, 1 viên ví dụ thì tinh thường là tầm 80 90 còn thì tự thì tinh là khoảng 140 150 á. 300 xu cũng được, 300 xu cũng được. À sinh nhật quả lâm này, đã Khải mua cho anh em xem này, mua nhanh này. Mua thành phẩm 10 xu một cái đúng không em? Khoảng 10 xu. Rồi ok. Đây là mua nhanh nha anh em. Anh cả ăn 2 Evan lên được 94 95. Ủa Duy ơi. Cái thành cái sinh nhật đặc biệt nó có giống với cái thành phẩm không? Sẽ cái này là Evan show nha anh em. 10 xu ạ. Mua cái 10 xu ạ. Không có, nhưng mà có nghĩa là cái bánh sinh nhật đặc biệt này là nó cũng giống như cái 10 xu đúng không? Nhưng mà nó phải chế tạo đúng không? Đúng rồi, anh phải có nguyên liệu, còn cái kia là mua luôn là 10 xu. À, còn cái kia anh có nguyên liệu thì anh mất 7 xu. 7 xu mà tốn tiền nguyên liệu, tốn kim cũng vậy à. Anh chưa nghe em nhá. Rồi ok, xong 5 hôm nữa bắt đầu ăn. Nó bán, bọn nó sẽ ép bánh ra cho mình bán. Đây, Khải sẽ 6 đến 7 kim 8. Khải sẽ cho anh em xem sơ qua cái event nó như thế nào nha. 1-2 hôm đầu này bọn nó là chưa có nguyên liệu nữa. Chung là 1-2 hôm đầu này á, một phần là chủ yếu mấy thằng đua top. Trên top nó muốn sạch ăn liền thôi, còn anh em cứ từ từ bình tĩnh. Nó giữ top. Đúng rồi, đây, sự kiện Hành Sơn, sự kiện sinh nhật 4 năm anh em. Cái này nó ăn ra hên xui đúng không? Hên xui. Rồi này, chung là tương dương trung tâm nha anh em. Rồi gồm các nguyên liệu này, anh em có thể ép được, đánh rớt ở xếp trong rồi mở ra nha anh em. Còn Khải mua liền luôn anh em. Nguyên liệu này, đánh rơi này. Rồi rơi ra nguyên liệu này thì anh em nuốt thì nó sẽ ra trứng gà, bơ, bột mì, đường. Đó, đường thì anh em sẽ đổi 150 điểm trên khu vực tổng kim. Đấy. Rồi bánh sinh nhật thường. Nhật thường thì sẽ dùng một vạn này. Nếu mà anh mắt Evan này là tốn nhiêu? 1k dạng. Nếu mà anh mắt Evan này là 1k dạng nha anh em. 1k dạng nha anh em, hơi canh ấy. 1k dạng nó ra là gần 5 kim rồi. Gần 4 kim hơn. Rồi. Và phần thưởng gì đây? Đó là Evan thường, Evan thường là được kinh nghiệm đua tốt. Đua tốt kinh nghiệm. Cái chung cái Evan thường chỉ được kinh nghiệm đua tốt thôi, trái được gì? Với lại được 1.000 cái sẽ được 200 triệu kinh nghiệm đó. Một cái 200 là 1.000 cái 200 triệu nè. Rồi đây cái Evan đặc biệt này em ơi. Bánh sinh nhật đặc biệt này. Bánh nhật đặc biệt Khải vừa đổi á. Gồm các nguyên liệu như thế này và kèm theo 7 xu sẽ được một bánh. Và anh em tự ép thì sẽ được sẽ tốn 7.000 xu với kèm nguyên liệu đó. Rồi sau khi anh em sẽ được làm bài boss này, hồng minh thận này, bánh chân này, bánh tét này, thị tinh này, tinh hồng này, là ba bí kíp Phục Duyên, Thiết là Hán, Bằng Nhược, Sư Đờ, Thiên Thổ Lộ, Thiên Thổ Lộ, Hiền Thiên Trì, Quế Tửu,
rồi đánh bài phong độ à, dạ thôi. Mà cái này là đặng móc nó sẽ tặng thêm nha nè, sẽ tặng thêm kinh nghiệm này. Rồi à, sau khi đạt 1000 cá sẽ được 25 triệu này, vòng sáng này, 30 nến đu tốt này, một cái ngẫu nhiên ngựa này, ngẫu nhiên này đó, một hố minh thạch ngẫu nhiên nha nè, ở dưới này sẽ được ngẫu nhiên hố minh thạch nữa này đó, một trong loại này được ngẫu nhiên. Rồi ok, khách sẽ anh em xem. Rồi cái mới đầu tên, mới đầu tên nhân vật như nào, mới tên nhân vật. Rồi cái nghi vấn luôn. Rồi, anh may mắn nè, anh may mắn nè, anh may mắn thường hơn thì được gì thì sao. Rồi khai up game vô game nè. Rồi ok, lại mạnh em ơi, lại mạnh anh Evan thì vui em ơi. Hiện tại bây giờ thì rồi khai video, khai đang quay video luôn nha anh em, đang quay video luôn em, cộng bớt mấy cái xu này. Hiện tại khai đang mua kim và bán kim, anh em nào có nhu cầu bán kim thì có thể inbox Facebook riêng cho Khải hoặc là BM trong game, rồi Khải có thể mua kim nha anh em. Mua kim của anh em một cách nhanh gọn nha, và Khải cũng bán kim nhanh luôn. Anh em nào có mua kim thì cứ hút. Rồi ok, cánh máy thôi anh em ơi. Rồi ok, à, bắt đầu anh Vân thôi. Lô 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 lô, ai kêu như vậy? Dạ. Đâu, có ai nói gì đâu. Ai nói? Anh nhà vườn là anh ăn sớm để anh còn nai quảng cáo. Đúng rồi. Vô. Anh em ơi, nó có được gì không? Mới vừa lên đảo xuống luôn anh em. Ôi xong năm độc mình chết rồi ta. Vãi nồi. Chết rồi, chết rồi. Năm độc to nè. Rồi, nút, 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 nút. Anh em bên này thì anh em đặt móc nó sẽ, nó sẽ cộng dồn kinh nghiệm nha anh em. Cộng dồn nha anh em, nhớ lại đây là có vòng sáng nha. Rồi vậy. Để anh ăn cái này mà nó cứ thao thao đó. Ba trăm mấy cá chưa thấy được gì vậy. Ấy hai lần bài boss. Cần boss đang quyền này có lá rồi. Bây giờ đang quyền đầu anh úp cấp này là giờ đang quyền có giá đó em. Đang quyền em. Bắt đầu có quyền là có giá. Đúng rồi, bọn đang quyền đầu mạnh rồi đấy. Ông vương này đầu bán còn em mình xúc hai. Thề luôn. Chưa được gì nữa mà, thiệt là hắn. Ở chung 9x Trần Hồng. Ở chung 9x nha, thì thiên nhiên nó vẫn giữ tốt thôi. Thiên nhiên nó vẫn giữ tốt thôi, cả bọn đăng quyền nữa. Đúng rồi, lên hơn 10x nữa. 3 lần bài boss. Ờ đấy. Ở chung 8x, 9x, 10x thì có Thúy Yên trưởng, có đăng quyền và thiên nhiên. Thiên nhiên tao 3 cái phải đấy rồi, còn khôi thiệt là hắn. 92 có cái chiêu 12x. 2 bắn này. Trưởng luôn, cứ là để chạy. Hai bắn kỹ năng này, bắn cái tiềm năng nào, cho cái bắn tiềm năng nào. Hai cặp mấy như bên kia. Biết được hai cặp không biết. Hai cặp coi anh em. Hai cặp thì ngon. Hai cặp thì ngon cái sao, đây mới hai bắn nè. Đây là Evan tiền xu anh em, tốn xu anh em. Khải mua nhanh 10 kim. Biết được gì đây. Có đây một. Có tiểu ra nhiều không anh? Quá tử được 5 bình. Tới đây mua rồi, bọn nó ăn này vườn, nó không ăn cái gì của nó không bán thì bán. Em bảo này ra tinh không bảo thạch thì. Rồi, hai hố minh thạch rồi, hai hố minh thạch rồi, ngon rồi. Lời. Khải không bao giờ bán tinh hồng. Bán Khải, còn Khải toàn mua. Hai lần sao mà bán. Toàn lên đảo 2-3 lần thôi, không có bán đâu. Không hiểu được. Người ta một món đồ, người ta có một món đồ đẹp, người ta cũng đi đảo, người ta cũng hay. Người ta đi bán tinh hồng. Chói mua của mấy thằng ăn mà nó bán. Hai bình tiền thổ lộ. Trời ơi, kiếm cặp bánh rồi mới có hai cái bánh chân nè, còn thiếu có hai cái bánh tét nè. Rồi 1k này. Rồi là cắt rương nè mày. Nhiều quá nó chọc rương nó rớt tè lèo bấy á. Rồi nè. Hiện tại Khải được 3 lần bài boss nè. Khoảng 5 lần bài boss là đẹp nè. Hai tinh hồng nè, 3 thì tinh nè. Hai hố minh thạch là thấy ngon rồi em ơi, hai hố minh thạch là được gần 2 kim rồi nè. Rồi, 4 viên thủy tinh này. 3 phong độ nhiều.
bằng nhựa, trời ơi bằng nhựa. Thiết là háng, anh thiết là háng khỏi chặt chỗ này. 3,6 triệu ngon. Một tinh hồng nữa này. Rồi, một cái bánh tét nữa rồi, ngon rồi. Kiếm bộ bánh tét là hai bộ là đẹp. Tinh hồng nữa ngon. Trời ơi, lần này anh Vinh ngon anh em ơi. Tính ra 10 kim mà được lớn chứ mà lời kinh nghiệm không lỗi anh em ơi, không lỗi gì đâu. 193 này. Trời ơi. Trong đích lô, đích lô vãi chưa. Bán đặt bà thật phải. Bí kíp phổ độ mà thật. Rồi, nghe mới xài luôn, ngon. ngon rồi, ok hiểu hiểu, ngon rồi. Rồi bánh tét này em ơi, bánh trưng này, bánh tét rồi. Giờ thì con lôn Khải bao trâu luôn em, ngày mai Khải không bình lên cái đao nữa, Khải đánh chắc chắn chứ nè em, tốt tống kim luôn nè em, quá chắc nè em ơi. Rồi 25 điểm vô này nữa, quá chắc luôn, quá ngon, quá ngon. Rồi 93 cấp rồi, siêu nhân rồi, thành siêu nhân rồi, hôm nay thành siêu nhân rồi nè em ơi, ngày mai Khải không bình được cái đao nữa là siêu nhân nè. Ơi rồi Khải idol phục nhiên mệt lắm, mệt lắm, cái gì phải đi đâu. 1 2 bạn nhớ mua để nghe kể sau để sau ai đến về. Rồi ok được một phố độ, một con ngựa, con ngựa này cho con thiếu lâm nó chạy này, phố độ cho con nghe mi này. Trời, nghe mi đang cần phố độ, ra luôn phố độ luôn em, thôn vãi. Hôm trước Khải nhận nghe mi trưởng á, giờ cắn được cũng biết kiếp phổ độ luôn, nghe mi cắn luôn là đẹp. Một người cho con thiếu lâm, thiếu lâm nó chạy bại. Mở F7 rồi, mở F7 rồi. Mở rồi chứ. Anh Khải ấy, dư đồ gì của con lôn đào cho em nhé, sắp tới em chuyển cho con lôn đào chứ. Không, có đồ gì đâu, anh mới từ đồ kim phong xuống mà, đồ gì đâu. Rồi ok, vòng sáng rất là đẹp. Mở rương nhà thiếu lâm. Chán đổi đồ khác thì bán lại. Ừ. Bán lại nhá, nhớ rõ là bán lại chứ không. Anh em xem thấy chưa. Đó, máu 2k1, ui ngon em, tầm này máu 2k1 con luôn bá đạo luôn em. Tầm này máu 2k1 em ơi, bá đạo quá. Vùng sáng bao nhiêu máu ngon vậy ta, được coi. Vòng sáng được 200 sinh lực. À 200 sinh lực với lúc nãy Khải được 1k9 là 2k1, quá ngon. Đi còn ai gọi anh Khải? À, từ từ. Hai cái mốt máu này mày, quá chất. Tầm này con long đao bắt đầu khỏe này mày. À, khoảng tầm 93 này mang cái đao nữa quá chất nè. Chỉ cần mang được cái đao là khỏe nè. Mang được cái đao là khỏe thôi. Đao tóc của anh hay là đao gì? Tóc 20, sát thương 32 em. Có sát thương không? Có chứ. Đao anh hiện tại đang nô 1 đó em, mà anh phải đọc lên cái đao mới thành nô 1 được. Nó đang là phi đao. Ok, Khải dừng clip tại đây nha. Đây là clip anh Evan thôi em ạ. Ít bữa nữa Khải sẽ ép Evan. Khải sẽ hướng dẫn nha, những anh em không biết cách ép thì Khải sẽ ép cho anh em xem luôn. Video này thì Khải chỉ anh test thử nha anh em ơi. Nói chung là khá ok rồi. Cái gì anh em xem đừng quên đỡ lại một like chia sẻ nha anh em ơi. Nói chung nửa đêm là mà 12 giờ đêm mà phải muốn cố gắng up cấp cho anh em xem. Ok anh em nha.